chào các bạn nha. Như vậy là sau một thời gian đi một quãng đường khá là xa các bạn ạ, thì chúng tôi đã đến một cái bản nhỏ ở trên cái khu này gọi là Đán Dầu 2 các bạn nhé. Đi rất là khó và bây giờ anh em tôi bắt đầu chuẩn bị làm bữa cơm để ăn xong tí đi về thôi. Phần thì cũng mang lên đây được cho bà con một hai bao rồi. Chủ yếu là lên thăm bà con thôi. Thật sự là con đường đi quá là mệt, đi bộ thôi mà đã sắp xỉu rồi các bạn ạ. Đấy. Đấy, bây giờ tôi chuẩn bị bữa cơm trưa. Bây giờ là hơn 12 giờ rồi nhé các bạn nhé. Đấy nhé. Hôm nay không có nước à? Vâng, nước hơi ít tí. Nước đây không có mấy nhỉ. Ở đây nếu mà có mấy nhà thì là một cái. Cái này mùa hè chắc là nước thoải mái đúng không em? Vâng, thoải mái. Ở đâu? Đây này, bị tụt. Đây. Bị tụt đây vẫn có nước mà, đây này. Bây giờ là đây. Đây nước này các bạn ạ. Các bạn thấy nước có nhiều không? Quá là khan hiếm về nước. Thật sự là ở trên này quá là cao luôn nhỉ. Trên này là gọi là đỉnh núi rồi nhỉ. Vâng, đỉnh núi rồi đấy. Thế là nhà em ở đâu? Hả? Nhà em ở đâu? Nhà này à? Vâng, nhà đây luôn à? Vâng. À. Nhà đây. Ở đây có mấy hộ đây em? Tất cả là có 8 hộ ạ. 8 hộ à? Vâng. À. 8 hộ à, lúc nãy là lấy 16 bao thì mỗi nhà 2 bao nhỉ. Vâng. 2 phần. Phải xuống dưới kia lấy nước. À, phải đi xách nước à? Đây mùa này khan hiếm nước nhỉ. Bên này nước to hơn nhỉ. Này, mỗi nhà một khe à? Đây, thoải mái nước làm ao nhỉ, nhưng mà nước ở đây nó không giữ được. Đây nó vẫn bị chảy theo cái đá, các cái mạch đá chảy, nước nó ngấm ra. Này mấy con vịt để nuôi. Lòng luộc. Cái phổi kia nướng nhỉ. Luộc lên hết rồi. Luộc hết rồi. Cái này là rau dớn đấy nhỉ. Rau dớn, rau rừng đấy nhỉ. Bảo trên này chim, mong là bảo rau chim. Rau chi? Rau chim. Rau chim à? Ừ. Rau chim à? Nếu nói tiếng mông bảo rau tỉ nung. Rau tỉ nung. Bao này. Bao mè mè. Mông này. Đậu già đấy. Hả? Mông này. Chi rồi? Mông đấy chị. Bao mè mè thôi. Rồi em chào các bác nhá. Vâng, đi lên trên này thì đã. Ô đây chó cọc này. Con này là con cọc nha các bạn nhá. Đấy, chó mông đấy. Cọc đẹp đấy. Chó săn đấy. Đây giống chó săn. Dưới này nhiều nước. Trên kia thì không, nhà trên kia không có nước mấy các bạn. Bây giờ lên xem anh em là nấu nướng kiểu gì đó. Đấy, nhà chủ nhà hôm nay mình ăn cơm đây thì có lợn, có hai chuồng, một chuồng chắc thả nó đi rồi, nhưng mái không có mái. Gà nó ở đơn sơ này thôi các bạn ạ. Đấy, cũng gà rừng đấy. Ô đây con gà đẹp không? Gà lông xước nha các bạn nhé. Gà đẹp. Tuốt đi. Đấy, bữa trưa hôm nay là ăn cá mắm. Với lại thịt lợn luộc nhỉ. Vâng. Tổng hợp luôn. Tổng hợp. Vâng. Hồ lốn. Gọi là thắng cố. Thắng cố lợn, cá mắm mới nướng. Cá mắm nướng này mới ngon này. Hèo. Ở đây trên này là cái cây này là cây hèo hay là cây gì nhỉ? Cây lợp lá nhà mình này này. Đúng cây hèo không?
lâu lắm mà không nhìn thấy cây này rồi đấy. Sao anh Hồng anh gọi cây sung? Cây này cây sung à? Không, cái lợp lá này này, cái lá để lợp mái này này, đây là cái lá này, cái lá hèo đấy. Nhưng mà cái này có cho bờ lô thì chắc cũng phải mất mấy tháng mới cong lên được đủ nhà đấy nhỉ. Lá này không thì nhớ hết thay lá chuối. Thay lá chuối. Cống được một tấm bờ lô lên đây thì không phải đơn giản đâu nhỉ. Đơn giản mà anh. Quá lâu rồi. Quá lâu. Nếu mình có công với anh em nhiều thì nhà anh chở mỗi người một tờ đấy nhanh. À, đây có quả mâm này ác nhỉ. Quả mâm này. Được đấy. Bản sắc. Năm ngoái lấy một lần là 80 tấm một ngày. Thì một người thì ờ, cái này là vừa mới rang mèn mén à em? Vâng ạ. Hôm nay có mèn mén không? Mèn mén thì bà xã khổ nhà đó thì à, không biết đâu à? Biết nhưng mà không kịp. Không kịp được nhỉ? 10 giờ đứa em mới điểm bảo là ăn cơm đây thì em bảo là ồ thế à. Thì mình thích có món mèn mén này, cơm ngô này. Đấy. Đây với là mỏ mông này. Đây cái nồi này anh mở ra cái nồi xem mèn mén mà. À cái này là cơm ngô. Cái này là cơm ngô, cơm xay đúng không? Đấy, cái này cơm xay, cái này ở bên Hạ Sơn. Chỗ mình cũng hay ăn kiểu này. Phải nó mỏ mông không? Mỏ mông đấy. Cơm ngô đấy. Cái này là ngô xay. Xay xong là nấu như cơm mà, đúng không? Không có làm. Cái này là món gì đây? À, đây là măng. Ăn nhiều cả ngô đi nữa. Đấy, không ngu đâu. Ăn cơm ngô này no lâu lắm. Đúng rồi, nếu mình đi rừng ấy ăn cơm này là đi nó ăn chắc ruột hơn. Nó lâu. À. Sạch mà. Bớt ra, bớt ra. Cái lòng bớt ra trước. Món lòng. Chín rồi nhỉ? Quá chín rồi, ngon. Hơi vui phức. Lên trên này ăn ngon, cái gì cũng thấy ngon. Măng đắng cũng ngon à. Chắc làm được bằng ấy thôi. Hết rồi, hết rồi. Cuống họng chắc phải tí nữa. Cái gan có khi cũng được rồi mà. Chưa. Chưa ăn chưa đâu, tí nữa, tí nữa. Cái lá lách, lá lách. Cái lá lách kia kìa. Đấy, đấy. Món cá mắm. Ngon, cho mày hai bánh. Cá mắm nướng rất là ngon. Thơm phức đấy. Thế chuyện vớt đây để khoảng 3 phút xong là thả cho cái kia vào ấy. Lần đầu tiên đấy. Đây là món lá đắng nha các bạn nhé. Đây là rau đắng ở vùng cao này. Lá này đắng lắm không? Bình thường thôi. Đắng này thì nó vừa ngon thôi. Đắng mới ngon, thuốc đắng dã tật mà. Nóng nóng này ăn mới ngon này. Nóng nóng này mới ngon nhỉ. Cần mỏng như tờ lá giấy không? Không, thái miếng to chứ. Miếng to. Thái miếng bé bảo kiệt sĩ. Đúng không? Nhờ, mồm đấy gì nhỉ? Cứ để dã miếng to vào. Anh đi đâu cũng thấy, cũng nghe thấy thịt của nó. Thái miếng nhỏ. Ôi giời, kiệt sĩ, thái miếng to đấy. Nhưng em xem anh đi nhà làm nhà đi. Nướng hay con gà quay ấy. Đây. Thái nhỏ. Thái to đi, kiệt sĩ. Riêng vào nhà người Mông là ăn là phải rượu thịt, miếng thịt to. Đúng rồi. Đấy. Mà mỡ phải bằng ba đầu ngón tay này. Ăn mới đã đời. Chia đều nhá nhỉ, phải đếm ấy nhỉ. Có cần đếm không? Không. Đếm mà. Cộng luôn à. Nóng quá. Anh nóng này ngon. To to ra, anh sắt to ra. À. Ừ. Vừa mồm đầy miệng to lên
Đèo dốc mệt mệt, thấy cái gì ngon. Không thấy nóng đâu, mà anh cứ xịt ghê đi. Thèm, đói rồi chứ bạn. Sang đây không anh? Có thằng ơi. Xịt là xịt, xịt thèm không đấy. Không phải xà của anh đâu. Xà của anh, của anh. Của anh Trường ấy. Vào của chú không? Có. Ừ. Em không? Mượn đi nào. Cắt thái ra. Ôi, anh không đúng là thanh chém của em được rồi. Thanh chém của em mà đi thái thịt thì thôi rồi. Đấy. Đây em mang cái âu đây, bỏ đây cho trẻ con. Đấy, bỏ luôn cái miếng đấy. Ờ, miếng này. Đây đây, bỏ âu đây. Đấy đấy, Jin mày bỏ thái mà ăn thôi. Bỏ cái đó, bỏ đấy. Thái này được chưa? Đấy. Thái thế. Thái này mới giống thanh chém. Bạc. Thanh chém mèo vạc. Ngon lắm, đói ăn ngon thật. Xin miếng, làm tí ra đây. Bốc này mới ngon. Kết như như con lợn ăn chung một máng. Chuột đâu? Chuột. Anh Thắng nói câu gì cho chuột? Chuột cũng nói đấy. Đấy. Thôi hôm nay anh em lên bản là chỉ có lòng thôi nha các bạn nhá. Đấy. Tình cảm như cái bát lòng đầy. Đấy, tình cảm rồi. Bằng lòng luôn đấy. Không hề là bằng bằng xương bằng thịt đâu. Mà bằng bằng lòng luôn. Trên này đàn ông bắn thuốc lào khiếp thật đấy. Lên đấy, các bạn ạ. Đây là mâm cơm của anh em chúng tôi lên trên bản nhé các bạn nhé. Này có cá mắm này. Cái này là măng, măng luộc. Canh đắng này. Cái này là đả thông kinh mạch. Đấy, trước khi uống rượu là phải làm một bát nước đắng này. Đấy. Còn cái món ớt này thì là đả thông gì? Đấy, ớt. Bát ớt này mới là xứng đáng này nhỉ. Quá là ngon luôn. Cá mắm lòng, lòng phèo. Đây, nước cành đắng này. Nước suýt đấy. Gọi mấy cao thủ về đi nhỉ. Xóm này thì có 3 nhà thôi nha các bạn nhé. Còn có 5 nhà ở bên trong này nữa. Đi xa lắm. Tôi chỉ đến đây thôi. Mang phân lên cho bà con đến đây thôi. Bây giờ trưa lắm rồi, hơn 1 giờ rồi. Anh em chuẩn bị ăn cơm thôi. Đấy, đang chờ nhau ăn cơm. Dưới này thì là bản này. Bây giờ trời nắng lên rồi. Hết mây rồi các bạn ạ. Đấy, hết mây rồi. Nhìn thấy bản ở dưới rồi. Dưới này là trung tâm xã Kim Linh các bạn ạ. Thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nha các bạn nhé. Đây là ngôi nhà của trưởng xóm. Giờ là chuẩn bị vào ăn bát cơm cùng với gia đình. Trên kia là lúa vàng lắm. Còn hai anh đi đâu đấy? Không, cái này ngô trắng. Đi gọi rồi, đi gọi rồi. Đấy, em ơi, là... Thi, ra đi. Ngô xay. Minh, ra ngồi đi. Một xay xong rồi nấu như cơm nha các bạn nhé. Em đi đứng cá xong cái ra ngồi thôi. Cái này ăn cũng rất là chắc ruột. Luận à? Luận. Luận. Đứng cá xong ra ngồi. Thi, ra đi, ngồi đi. Khách thì cứ ngồi rồi mà chủ nhà lại cứ nấu trong đấy. Ở trong này, trên bản thì toàn chơi bằng cái loại chén này này. Úi. Làm khoảng chục quai này thôi. Làm chục quai này tí xuống dốc không biết mệt luôn. Nhỉ, chỉ có lăn thôi nhỉ. Không, cái này có mùng băng chắc không lăn được đâu anh ạ. Cứ chân nọ vắt chân kia xong là xuống dốc. Lăn lông lốc phát là xuống đến chân dốc ngay mà. Đó, đâu, phóng xe à? Gọi, gọi vợ đi. Dừng đoạn, có đoạn dừng đi đến. Chúc lần đầu tiên lên đán dầu. Anh tên gì nhỉ? Trường, Trường. Anh tên là Trường. Ờ, lấy một chén cho vợ đi. Đây là anh, cháu đi cho nhỉ? Vâng, vâng. Anh thôi. Anh à. Đi bản kia rồi. Thôi ngồi đi. Thôi nhỉ, kệ nó thôi. Kệ nó thì nó đi xa rồi nhỉ. Đi tí nó đói quá nó không bỏ về mà. Mấy con gà trống này đi ác nhỉ. Lên đây cái sổng ngay. Chắc. Trên này thì cả mấy
có mấy rồi. Gà mái, à, gà mái không có à? Chắc đi tìm gà mái à? Nhỉ? Không không có gà mái thì chắc là đi xa. Đúng không? Thôi nhá, chúc mừng nhá. Rồi chúc sức khỏe nhá anh em nhá. Bố Hoàng. Mời các bạn ăn bữa cơm trên bản cùng với Trường Lý nhá. Bên này thì có cả Nguyễn Tất Thắng nữa. Mời mấy anh em đi. Làm đôi cái này xong tí leo dốc cho nó khỏe. Xuống dốc leo. Mời các bạn nhá. Ô. Leo dốc xong là uống rượu cái này thấy mình đã đời nhỉ. À, xong nghiện rượu đấy. Uống rượu thấy ngon ngon rồi. Làm một miếng lòng đây nhỉ. Làm miếng này. Em mời các bác nhá. Dùng đi nhỉ. Các bạn đi em. Không là miếng lòng. Khách đến nhà lại cứ tự nhiên hơn cả chủ nhà. Thế chứ. Ăn thịt. Ăn thịt cơm. Thịt rượu. Ôi, dùng đi nhỉ. Cảm ơn mà. Đèo dốc mệt mệt này ăn ngon thật đấy. Thấy cái gì ngon. Này, măng này. Măng này thái đúng kiểu thanh chém ấy nhỉ. Được. Ngon ạ. Ăn măng phải miếng to này mới ngon. Thái bé nó đắng mà. Ờ, nhưng mà măng này ngọt nhỉ. Không không phải măng đắng à. Ừ. Tưởng đắng. Không đắng thế nào. Ăn được ấy. Anh em mà múc này rất là vui lên trên bản được ăn bữa cơm rất là ngon tại nhà anh Xìn nhỉ. Xìn đúng không? Dìn nữa nhỉ. Em tên là Dìn nhỉ. Nói lên rồi anh biết rồi. Đến nhà nào cũng mang. Bây giờ vẫn là đang đầu xuân năm mới nhỉ. Anh mời Dìn chủ nhà một chén rượu. Đấy. Đây các bạn này, rượu này. Rượu trong tầm đó ấy là mình uống khoảng 2 3 xứng đáng luôn đấy các bạn ạ. Rồi, Dìn ơi. Anh mời em nhá. Tôi năm mới nhỉ, chúc sức khỏe. Còn đấy, vẫn đang Tết mà mình ở đây là vẫn đang ăn Tết đấy. Vâng. Anh em này, nói chung là hôm qua là ví dụ là anh Hồng nó không thông báo là nó không thông báo là các anh lên trên này chắc chúng ta là cháu hay con gà là rất thôi gà qué ngại lắm. Anh cứ rượu chè này là được rồi. 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 Nghe mời em nhá. Thế này đâu, một nửa đấy. Không, như này là nếu mà đong ra ly là nó bằng hai cái ly rồi đấy. Đấy. Pu pu lên. Pu pu à? Pu pu là đầy đầy à? Thôi như này thôi. Nhé. Thế này là tình cảm lắm rồi. Nào. Anh mời em nhé. Đây là chén khủng long. Đấy. À, chén này chén khủng long à? Nếu mà gan gà bạc tâm thì nó lại khổng lồ đấy. Tức là vùng cao cái này luôn thuộc vào đồ cổ rồi. Nó thời tiên sử rồi các bạn ạ. Đấy, thế này là chén này gọi là chén khủng long cũng được. Mà gọi là chén cổ cũng được. Các bạn không gọi là chén quẩy tấu. Quẩy tấu nhỉ. Đây là một quẩy tấu. Món này gọi là quẩy tấu à Tất Thắng. Thế Tất Thắng điệu được mấy cái quẩy tấu này? 20-30 cái cả. À, không phải dạng vừa đấy nhỉ. Đúng. Tất Thắng lên vùng cao nhiều nên là toàn thấy rượu rồi nhỉ, toàn thấy uống rượu thôi đúng không? Để nói người Mông uống quá nhiều luôn. Rồi anh à, cảm ơn nhá. Rồi cảm ơn gia đình nhá. Có một phần ý kiến các bạn em sao không quen cơm ngô à? Không, em no rồi thật mà. Câu nói của được. Anh về là nói của mình với hiểu được. Anh em lại tiếp tục ăn uống và nói chuyện giao lưu. Đấy, lên trên bàn làng thì tình cảm anh em dành cho nhau tình cảm lắm các bạn ạ. Gặp nhau chỉ có học Nguyễn Tất Thắng à. Ngoài bắt tay ra rồi lại mời rượu. Ngồi nói chuyện rất là rôm rả luôn ấy, rất là vui. Nhiều câu đấy. Như kiểu từ hòn đảo là họ không biết đâu. Anh em vùng xuôi nếu có dịp thì lên trên bản thì cứ tự nhiên nha các bạn nha.
em rể ở dưới trước đâu cũng làm một khóa. Rồi anh cảm ơn em nhé. Người anh Trường nha. Rồi anh tên là Trường. Anh ở công tác Bắc Mê, nhưng mà quê anh ở Bắc Quang à? Bắc Quang. Bắc Quang đứt là rất là bằng phẳng luôn. Đúng rồi. Anh thì lắm quê lắm, quê Bạch Ngọc, Vị Xuyên cũng có. Mời anh. Rồi. Anh cảm ơn nhé. Đấy. Hà Giang mà, anh ở Hà Giang mà. Anh là người thổ Hà Giang mà. Người ở đồng đường vàng thì lên vùng cao rất là khó, nhưng mà vất vả các anh. Hôm nay anh lên đây còn sắp bỏ về rồi đấy. Em về với em là đến cái thác kia mà đi còn xa nữa không? Anh về luôn đấy. Em bảo là không xa rồi. Đấy. Đến rồi hết. Không, trêu thế thôi. Chứ còn lúc kia 10, thì 16 bao phân nhưng mà anh điệu lên được có 2 bao thôi. Thế là cố gắng lắm rồi. Không điệu được. Không đi được. Đi lên đã mệt. Rồi anh cảm ơn em đã. Đi xe máy vào mà. Lúc nào nó mưa cơ, ở dưới đấy mưa ấy. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn em nha. Mà từ nhà đi vào đường xe bây giờ là cơm no được say rồi, uống một chén nữa để chào chủ nhà để đi về đây. Quay về, trở về. Rồi, quay ra, về. Thôi, anh Trường thì thôi bọn anh chỉ đi chơi thôi. Uống riêng với em một chén nữa. Không, không, anh là người khỏe mà nhé. Không, anh yếu nhất trong hội đấy. Hôm nay anh yếu nhất. Chín liên tục không sao vì có 3 quẩy tấu. Anh thắng bảo là chín là 3 quẩy tấu. Hôm nay anh làm được 20 quẩy tấu này là ác rồi. Chưa có 20 quẩy tấu, anh thắng còn chưa lấy được 30 quẩy tấu nhưng mà đấy hứa rồi. Anh phải hơn 20. Các bạn ạ, ấy anh em mà quý mời rượu liên tục thế này thì chắc mình cũng không về được nữa đâu. Nhưng mà thôi. Nhưng mà cái chế này mình chỉ có được chế đứng bằng. Nhưng mà tình cảm mà nhỉ. Tình cảm mà cứ cho vào chén rượu là được hết. Nhưng mà anh gánh được hết. Là chế quẩy tấu. Là cũng mình cũng chế quẩy tấu rồi. Giờ cũng là một anh em cũng là ăn cơm no rượu say rồi. Tôi xin phép uống với lại chủ nhà. Một hai cái xong là anh em xin phép đi về thôi. Sự là ở trên này không khí rất là trong lành và uống rượu rất là ngon rồi đấy, nhưng mà thôi còn một cái khoảng cách đường khá là khó nhỉ, đi khó rất là khó. Là đường đó là cũng phải là tuột đất thôi, đó cũng là khó, cũng phải đá với lại dốc thế quá. Nên là anh em mà phải dưỡng sức đi về, chú cũng phải thông cảm cho bọn anh nhá. Bọn anh như này là cũng căng lắm rồi đấy. Nhất đây là nhất là nhất là làm hết cái này nhá, xong một cái nữa rồi em chủ nhà em sẽ cho một cái là một cái nữa, không uống là không uống nữa. Rồi như vậy là mình đã làm lý xong với lại chủ nhà một cái chào rồi. Bây giờ chủ nhà lại làm lý lại với lại khách một cái nữa. Rồi, ok, xong là mình cũng xin phép mình đi về đây. À, ngoài không leo dốc giỏi nhưng mà uống rượu giỏi ra thì mình chả có tài gì. Có chứ, có tài chứ. Chơi nhá. Ôi. Thảo bảo là quẩy tấu không đưa sang đây. Mê rồi. Mê rồi. Mê rồi. Mê rồi. Hầu chi câu mà. Hầu chất cầu à. Đi luôn đó. Khi nào em lên đi tiếp tìm A Sùng là có anh. Em có số điện thoại đấy luôn. A Sùng. Vâng. A Sùng. Khi nào có thời gian thì lên xuống phim chơi một chút nhá. Đến đây là làm với em một chết. Làm rồi. Ôi, anh bây giờ là chuẩn bị lên rồi, lên đường rồi chứ mà. Đấy. Chủ nhà chào một chén đầy đúng không? Vâng. Chào một chén đầy. Lúc nào có thời gian rảnh thì lên trên anh. Tức là phải làm lý các bạn ạ. Nên bản là anh em mình cũng phải làm lý làm luật đấy. Chào nhau một cái để chia tay. Tình cảm nó mới giật giảo. Vâng, em ơi. Anh cảm ơn em nhá. Làm cái này nữa rồi thôi là mình nhà phải về rồi. Năm á? Tên nó là Năm. Anh em xong rồi nhá. Đợi nhá, có phải đợi bắt tay chứ? Không. Rồi, đợi mà, đợi bắt tay nhưng mà anh xin phép. Không, của ông ấy, đây là của ông ấy. Không, nhưng mà ông tôi kia rồi. Rồi xong rồi.
Đấy. Đây là chén làm lý trước khi ra về để anh em nhớ nhau nhỉ. Đấy nhá. Anh là trường lý. Trưởng lý. Em là Thảo. Thảo gì? Thảo là gì? Rồi. Thế là cảm ơn em và gia đình nhá. Vất vả các anh nhá. Chào em nhá. Mỗi khi anh em mình gặp nhau đúng không? Đúng rồi. Say rồi các bạn ạ. Sự làm lý xong là mình thấy người Lê Tê Phê đang trên mây rồi. Mây bay bờ ao rồi. Có lẽ là bữa cơm trên bản hôm nay thực sự là rất là ngon, bởi vì đi đường một cái quãng đường rất là vất vả các bạn ạ. Nên là hôm nay ăn một bữa cơm ở trên bản mình thấy thực sự là rất là ngon. Và ngoài ra thì còn cái tình cảm của bà con dành cho mình nữa thì rất là tuyệt vời. Có lẽ là video này mình xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video mình ở trên này vui và hay thì hãy like và share chia sẻ. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho Trường Lý nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Say quá rồi.